chúc tất cả quý vị khách quý cũng như tất cả cán bộ công nhân viên của công ty xây dựng Đồng Tâm và gia đình có một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, bình an và may mắn. Kính thưa quý vị, nhằm ôn lại kỷ niệm trong quá trình hoạt động và phát triển 33 năm của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Tâm. Và hôm nay đây, cựu giám đốc Phạm Bá Nhơn đã tổ chức một bữa tiệc hội ngộ Đồng Tâm. Xin được trân trọng đón chào tất cả quý vị khách quý cùng tất cả cán bộ công nhân viên về đây chung vui bữa tiệc hôm nay. Đó là lý do bữa tiệc hội ngộ Đồng Tâm hôm nay. Kính thưa quý vị, và giờ đây để khai tiệc và mở đầu chương trình của bữa tiệc hội ngộ Đồng Tâm hôm nay thì Thanh Lùng xin được trân trọng kính mời cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Tâm, đó là chú Phạm Bá Nhơn, có đôi lời đến với tất cả quý vị khách quý cũng như cán bộ công nhân viên trong đầu năm mới. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý khách, kính thưa tất cả các anh em cựu công nhân viên chức của công ty Đồng Tâm. Hôm nay đúng nghĩa là một cái buổi liên hoan đầu năm. Thôi thì liên hoan, tôi thì nói chuyện khơi về một vài kỷ niệm hay là một cái điều gì đó đầu năm. Nhưng mà cũng xin mời quý vị hãy rót bia lên. Vừa nghe Phạm Bá Nhơn nói chuyện và vừa nhâm nhi một vài ly đầu năm cho nó vui đã. Kính thưa quý khách, kính thưa tất cả quý anh em thân hữu, cựu công nhân viên chức của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Tâm. Đã trải qua một thời gian dài từ năm 1983, tiền thân là xí nghiệp của tư nhân xây dựng Đồng Tâm và được kế thừa để hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Tâm tại Ngoại Giao. Suốt quá trình hơn 30 năm, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Tâm đã không ngừng phát triển và phấn đấu từ những công nghệ và dụng cụ thô sơ, từ những nguồn vốn tài chính ít ỏi. Công ty Đồng Tâm đã cố gắng từng bước để vượt qua bao thử thách và đi lên từ những hoàn cảnh khó khăn chung của từng thời kỳ trong xã hội. Sự sáng suốt tích cực đã tạo cho công ty Đồng Tâm có đà phát triển liên tục từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đến khắp cả Bà Rịa Vũng Tàu, đã có một thời lớn dậy. Công ty Đồng Tâm đến đâu, nhiều công trình xây dựng chất lượng nhanh chóng hoàn thành đến đó, được chính quyền địa phương tín nhiệm và bà con nhân dân yêu thương mến mộ. Nhiều công trình nhà cửa, nhiều công trình giao thông, cầu, cổng, đường xá, công trình văn hóa xã hội do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Tâm đã thi công đa phần vẫn còn tồn tại với chất lượng tốt và còn âm thầm sống mãi trong lòng tim của mọi người. Tự hào về chiến tích đó, năm 2005, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Tâm đã nhận được phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ bằng danh hiệu là đơn vị có thành tích xuất sắc trong ngành xây dựng của công trình giao thông vận tải toàn quốc. Bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các chủ đầu tư. Theo thống kê, tại thời điểm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Tâm đã tham gia thi công xây dựng khoảng 70% trong tổng số toàn bộ các công trình xây dựng hoàn thành tại khu đô thị Ngoại Giao. Những công trình trọng điểm như quốc lộ 56,